đời gia đình con là môi là mềm, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhân, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Gia đình công uyên Chúa hằng hiện diện, chiều hôm sớm tôi cùng nhau cất cao lời kinh. Gia đình yêu thương thủy chung hiệp nhất, bảo vệ sự sống tình yêu Chúa mãi thầm đầm. Giữa lòng thế giới gia đình con là môi là mềm, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Chúa hằng gọi mời giáo truyền lời người bằng cuộc sống mới, vì tha xót thương cảm thông Chúa hằng ban hạnh phúc, làm mẹ muối ướp cho đời. Chuyên mục Huế Sài Gòn Hà Nội. Văn hóa phong thân về giới tính, phái tính và chuyển giới. Tiến sĩ tâm lý Trần Mỹ Duyệt. Hơn 50 năm trước, những từ ngữ như ly dị, ngừa thai, phá thai, đồng tính là những gì nghe rất xa lạ, khó hiểu và nhạy cảm. Chúng ít được đề cập tới, và nếu có thì cả người nói lẫn người nghe đều rất dè dặt, kín đáo. Tóm lại, đây là những từ ngữ cấm kỵ dưới ảnh hưởng văn hóa và đạo đức xã hội. Nhưng khi những từ ngữ này được nghe, được nói và được truyền đạt một cách rộng rãi, thì kéo theo những hệ quả hết sức tai hại. Nhiều gia đình đổ vỡ vì ly dị, nhiều trẻ em bị giết hại do ảnh hưởng của phá thai. Số người kể cả tuổi trẻ tự nhận mình là đồng tính và chuyển giới gia tăng. Thêm vào đó, các phong trào tự do, bình quyền và phụ nữ cũng được ủng hộ và phổ biến một cách cuồng nhiệt. Và cuối cùng là phong trào chuyển giới. Những diễn tiến trên thực ra không gì khác hơn là một cuộc cách mạng văn hóa và luân lý, một cuộc chiến sinh tử giữa lành và dữ, giữa tội lỗi và thánh thiện, giữa thiện và ác, mà trọng tâm của nó chính là những giá trị con người và hạnh phúc của hôn nhân gia đình. Chị Lucia, một trong ba thụ nhân chứng kiến phép lạ Fatima, đã nói về vấn đề này trước khi qua đời. Trận chiến sau cùng giữa Thiên Chúa và Satan là trận chiến gia đình. Tại sao? Trận chiến gia đình. Từ suy luận mang tính tâm linh, chúng ta biết rằng mục đích chính của Satan là bằng mọi cách làm mất đi hình ảnh ban đầu của con người được Thượng Đế yêu thương, mang hình ảnh Ngài. Một tạo vật mà Ngài phải suy nghĩ trước khi tạo nên nó. Rồi Thượng Đế nói, chúng ta hãy tạo nên con người mang hình ảnh của chúng ta. Và Ngài đã dựng nên họ có nam, có nữ. Họ là những con người nguyên thủy đã được chính Thượng Đế sáng tạo. Ai cũng biết sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ là hình mẫu của hôn nhân. Một trong những mục đích và kết quả của nó là những đứa con. Định luật này cũng do chính Thượng Đế đã thiết lập. Hãy sinh sản ra nhiều mặt đất và hãy thống trị trái đất. Tuy nhiên, do con người, đúng ra là do sự ghen tị và thù hận của Satan, đã làm hỏng hoặc sai lạc đi những gì tốt đẹp mà Thượng Đế đã an bài. Để phá vỡ chương trình ấy,
Trước hết, Satan cố tình gây ra những khủng hoảng, những xung đột, những khó khăn trong đời sống hôn nhân dựa trên những khác biệt về thể lý, tâm lý nam nữ, văn hóa, giáo dục và ngay cả ảnh hưởng tôn giáo để chia rẽ, tạo nên những xung khắc không thể hòa hợp mà kết quả sau cùng là đổ vỡ. Với những cặp vợ chồng cố gắng thực thi đời sống hôn nhân thì tư tưởng ngừa thai và phá thai là những cám dỗ. Cũng như ly dị, ngừa thai, phá thai chính là những cạm bẫy vô cùng tinh vi nhằm phá vỡ hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Phá thai đối với những cặp vợ chồng hoặc những đôi trai gái không sống trong đời sống hôn nhân là một hành động coi thường, hạ nhục hành động hân ái và giá trị sự sống. Những luận điệu như người quyền sinh sản, quyền nữ giới, quyền chọn lựa của người phụ nữ là những chiêu bài đang được truyền thông cực đoan phổ biến một cách hết sức rộng rãi. Nó cũng được những người cấp tiến ủng hộ. Sự ủng hộ này gần đây còn được chính trị hóa và do đó càng trở nên mạnh mẽ. Loại bỏ khả năng sinh sản khỏi hôn nhân và cơ thể do nền văn hóa phương Tây và việc kỹ thuật số hóa căn tính đã cổ vũ các phương tiện ngừa thai, làm cho những người trẻ tuổi không còn chú trọng vào bản sắc của họ nữa, nhất là đối với những người tự cho mình là người chuyển giới, những người lưỡng giới hoặc lưỡng tính có cơ hội để khỏa lấp những đòi hỏi mà họ cho rằng đang kìm hãm con người thực của mình. Dường như có một điều gì đó giống như một căn bệnh xã hội lây lan của ý thức hệ phái tính, nhất là đối với những người trẻ đang đấu tranh với căn tính của họ. Vì những lý do khác ngoài sự không hài lòng với phái tính của mình, song song với những phong trào ly dị, ngừa thai, phá thai, tiếp đến gần đây hơn là trào lưu đồng tính, hôn nhân đồng tính và chuyển giới. Đây được coi là những thành quả đưa đến sự vong thân về giới tính và phái tính đối với tuổi trẻ. Hội chứng không hài lòng với phái tính là bước đầu được khai thác để dẫn đến hành động chuyển giới. Đặc biệt, phong trào chuyển giới hiện nay đang được xã hội nâng đỡ do các phương tiện y khoa nghiên cứu, ứng dụng, do việc trích thuốc chuyển giới đến việc cung cấp các dịch vụ tâm lý chuyển giới. Một người muốn nói về giới tính của mình, muốn trở thành một người chuyển giới từ nam thành nữ, trai thành gái hoặc gái thành trai, nữ thành nam, ngày nay không còn gặp những khó khăn, cấm đoán như trước đây. Tất cả được cho là chọn lựa riêng tư, được hỗ trợ bởi tâm lý, tâm thần và y khoa. Xã hội với những phương tiện truyền thông đang cố gắng khuynh loát bằng những lý thuyết trái chiều, những hình ảnh đầy hấp dẫn, hầu đưa đến sự chấp nhận một cách dễ dãi những con người và quan niệm sống như thế. Đồng tính, hôn nhân đồng tính và chuyển giới là hướng tiến cuối cùng nhưng độc hại, nguy hiểm nhất mà Satan và những kẻ tiếp tay với hắn đang cố gắng dùng để phá vỡ hình ảnh và chương trình của Thượng Đế về một người nam và nữ mang hình ảnh của Ngài, về mô hình của một gia đình do Ngài thiết lập và những dự tính tốt đẹp mà Ngài dành cho gia đình. Ảnh hưởng của nền văn hóa sự chết theo Thánh Gioan Phaolô II này đang lan tràn sâu rộng và thấm nhật rất mạnh mẽ trong quan niệm và đời sống của giới trẻ. Những khảo cứu gần đây cho thấy xu hướng đồng tính và chuyển giới đang được giới trẻ đón tiếp một cách cởi mở và hào hứng nhờ sự tiếp sức loan truyền và phổ biến của truyền thông, của những phong trào và đoàn thể chính trị. Với cái nhìn về lịch sử, về chuyển đổi phái tính là một hiện tượng hiếm hoi. Thoạt đầu nó chỉ bắt đầu phần lớn nam giới ở tuổi trung niên, nhưng trong thập niên vừa qua, dưới ảnh hưởng của nhân khẩu học, quan niệm này đã thay đổi. Ảnh hưởng mạnh đến nữ giới và tuổi trung bình đã giảm nhanh xuống dưới tuổi vị thành niên. Số người tìm cách điều trị hội chứng không hài lòng với phái tính đã tăng nhanh, đặc biệt là những người trẻ.
Thống kê cho thấy, tại Anh số người trẻ muốn chuyển giới đã tăng gần 1.900% từ năm 2010 đến năm 2020. Tại Mỹ, một nghiên cứu năm 2022 của Viện Williams cho thấy 43% những người được chuyển giới là dưới 25 tuổi. Việc chuyển giới ở nhóm tuổi này đã tăng gấp đôi kể từ báo cáo cuối cùng được công bố năm 2017. Tại châu Âu, các quốc gia như Tân Tây Lan, Phần Lan, Gia Na Đại và Hòa Lan cũng ghi nhận mức độ gia tăng tương tự ở những người trẻ về hội chứng không hài lòng với phái tính và việc tìm cách chuyển đổi giới tính. Hiện tượng này cũng bắt đầu thấy xuất hiện nở rộ tại Việt Nam qua những chương trình giải trí, đúng hơn là quảng cáo cho cái gọi là xuất hiện công khai. Trong khi giới trẻ háo hức theo dõi, bắt chước thì giới phụ huynh lại lo lắng hoang mang. Làm gì bây giờ? Bảo thủ cũng không được mà tự do chấp nhận cũng không được. Còn hành động trung dung, tìm đâu ra những hướng dẫn cần thiết trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý và luân lý? Phụ thuộc vào nhà trường, lắng nghe truyền thông, tin tưởng vào dư luận và hướng dẫn của dư luận chăng? Hoàn toàn sai lầm. Vì tất cả đang chạy theo khuynh hướng thời thế, dựa vào niềm tin chăng? Nhưng niềm tin nhiều lúc cũng đang gặp thử thách. Con người ngày nay đang sống theo sự hướng dẫn của lương tâm sai lạc, một nền đạo đức tương đối. Tóm lại, đây là vấn đề thời đại và là vấn đề nhức nhối. Vong thân. Ngày nay nhiều người, nhất là giới trẻ, đang đi vào con đường vong thân, chối bỏ nguồn gốc và bản sắc con người của chính mình. Những từ ngữ như phái tính, giới tính và chuyển giới đối với những người này được cho là những khám phá mới mẻ, văn minh và khoa học. Nhưng thực sự có lẽ hầu hết họ không hiểu những thứ này là gì ngay đối với chính con người và bản thân của họ. Theo từ điển tiếng Việt, giới tính được định nghĩa là đặc điểm của cơ thể và tâm lý làm cho hai phái nam và nữ, hoặc giống đực và giống cái, có chỗ khác biệt với nhau. Trong khi đó, phái tính gồm cấu trúc con người được nhận diện như thế nào, không giống như giới tính được cấu tạo trong những khác biệt về thể lý và tâm lý. Phái tính là một phân loại tổng quát. Từ đó, một người được phân loại là đàn ông hay đàn bà. Như vậy, khi một người hay một em rơi vào trạng thái vong thân về chính con người của mình, có nghĩa là người đó hoặc em đó đang từ chối, đang phủ nhận chính con người và bản sắc của mình. Những câu hỏi tôi là ai, là trai hay gái, là đàn ông hay đàn bà, tình cảm của tôi đối với người khác phái lúc này như thế nào, nhu cầu tâm sinh lý, những khát khao về tình yêu, tình dục của tôi bảo cho tôi biết mình là đàn ông hay đàn bà, con trai hay con gái, sự thu hút của tôi đối với người khác phái ra sao? Thực chất tôi là một người con trai trong hình hài một người con gái, hoặc ngược lại, tôi là một cô con gái trong hình hài của một người con trai. Làm sao chứng minh, phân tích được những khắc khoải này theo cơ thể học, sinh vật học, tâm lý học hay đạo đức học? Làm sao chứng minh được hội chứng hoài nghi về con người của mình? Nếu quả thật tôi là người đồng tính, bị thôi thúc bởi tình yêu đồng tính, bởi ý nghĩ chuyển giới như vậy, tôi phải làm gì? Chọn sống thật với giới tính của mình, chọn giải pháp chuyển giới hay chấp nhận dồn nén của mình như hiện có? Những suy nghĩ và những câu hỏi trên, cũng như rất nhiều các câu hỏi khác liên quan đến vấn đề đang làm cho đời sống giới trẻ ngày nay đi vào khủng hoảng, và kéo theo những thế hệ kế tiếp sống như những con người đang đánh mất chính bản thân, không biết mình như thế nào và là ai. Điều này sẽ kéo theo sự băng hoại của cấu trúc gia đình, xã hội, định nghĩa hôn nhân, vai trò và trách nhiệm người chồng, người vợ cũng như người cha, người mẹ trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Nhận định chuyên môn. Tháng 7 vừa qua, Charlie Camosi, giáo sư thần học và đạo đức xã hội của Đại học Fordham,
đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với hai học giả hàng đầu về phái tính, giới tính và những gì đang xảy ra trên toàn xã hội và thực hành y tế là Abigail Fowler, PhD, nhà văn, giáo sư Viện McGrath về đời sống và giáo hội tại Đại học Notre Dame và là người trở lại công giáo, và John Grabowski, PhD, giáo sư thần học luân lý tại Đại học Công giáo America, chuyên về nhân chủng học, chuyên về nhân chủng thần học, đạo đức học, nhân đức, hôn nhân và tính trục. Cuộc phỏng vấn này được phổ biến trên tờ Pillar. Theo hai vị giảng sư này, các vấn đề đang gây tranh cãi hiện nay về giới tính, phái tính và chuyển giới đã trở thành những chủ đề được nói đến và bàn luận nhiều nhất hiện nay. Mặt khác, nó cũng là những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, đặc biệt với sự gia tăng của phong trào quyền và người chuyển giới, với ảnh hưởng của xã hội và chính trị, cùng với sự bùng nổ về số lượng thanh niên tự nhận mình ở bên ngoài giới tính nhị phân. Những xu hướng mới, một số xu hướng mà theo tiến sĩ Abigail Fowler có thể giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của vấn đề này, đó là sự cộng tác và phổ biến của các cơ sở truyền thông, sự công nhận của nhiều người nổi tiếng, học giả và các cơ quan pháp luật. Liên Hiệp Quốc cũng đang xem xét việc thông qua các hiệp ước sẽ công nhận hơn 100 phái tính. Ngoài ra, trong lĩnh vực y khoa, người ta đang cố gắng nghiên cứu những phẫu thuật nhằm thực hiện các ca đổi giống, các hóa chất làm giảm căng thẳng về sự hiểu nhầm giới tính trong lĩnh vực tâm lý. Đối với tiến sĩ Grabowski, một điều xem như nghịch lý xét về mặt tâm sinh lý đó là hầu hết trẻ em, khoảng 80%, từng trải nghiệm triệu chứng không hài lòng với phái tính đã tự hết lúc trưởng thành. Kết quả đang chứng minh rằng không dùng thuốc để chữa trị hội chứng này đã được đa số các tổ chức tâm lý và y tế tán thành trong thời gian gần đây. Đặc biệt tại Thụy Điển, quốc gia tiên phong tiến bộ trong việc khẳng định phái tính, hiện đang ưu tiên hóa các chương trình trị liệu tâm lý hơn là kích thích tố. Ông cũng lưu ý đến một nhận xét khác, đó là trên khắp châu Âu như Phần Lan, Pháp và Anh, kể cả báo cáo của Thụy Điển, cũng ghi nhận rằng ngày càng có nhiều người hoàn phái tính. Những người bắt đầu con đường chuyển giới bằng y khoa nhưng sau đó lại thay đổi ý định. Và ở những người này thường để lại các tổn thương về mặt thể lý không thể sửa chữa, ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng liệu chúng ta có mang tiếng lại giết người chuyển giới theo nghĩa đen? Charlie Camusi đã hỏi hai học giả nếu làm ngơ trước phong trào chuyển giới, thay đổi giới tính hiện nay không. Tiến sĩ Fowler đã tỏ ra rất quan tâm về vấn đề này. Theo bà, ngày càng có nhiều lo ngại rằng thế giới đang áp dụng những phương pháp triệt sản và y khoa hóa các người trẻ đồng tính một cách vô trách nhiệm. Bà cho rằng có một tỷ lệ hoàn giới, đổi ý hướng chuyển giới cao của hội chứng không hài lòng với phái tính khởi phát từ lúc còn nhỏ. Một số trẻ em này lớn lên trở thành đồng tính nam. Nhiều người đồng tính lớn tuổi biểu lộ hành vi không phù hợp phái tính lúc thơ ấu. Nhờ vào kết quả của cuộc nghiên cứu dài hạn dựa trên dân số, chúng ta biết thêm rằng con số tự tử tăng lên gấp 19 lần sau các thủ tục xác định lại giới tính. Và điều này phát xuất từ Thụy Điển. Ngoài ra, thanh thiếu niên LGBT có nguy cơ mắc nhiều bệnh tâm thần và tự tử cao hơn. Tuổi trẻ ở một khía cạnh nào đó, theo tiến sĩ Fowler, đã trở nên nạn nhân với các phương pháp thử nghiệm đầy rủi ro. Thí dụ, các em gái ở độ tuổi 13 đang phẫu thuật cả hai vú. Các thiếu niên có thể tới các phòng khám của Planned Parenthood và bắt đầu sử dụng kích thích tố chuyển giới mà không cần sự giám sát của bác sĩ. Tiến sĩ Grabowski cũng đã nêu lên những bằng chứng đáng kể cho thấy các thủ thuật chuyển giới như dùng hóa chất và phẫu thuật đơn giản
không phải là một chọn lựa y khoa tốt. Thí dụ sử dụng thuốc chặn tuổi dậy thì có liên quan tới việc mất mật độ xương, tăng trưởng còi cọc vô sinh và kém phát triển của mô sinh dục. Các chương trình hỗ trợ các phương pháp chuyển giới cũng thừa nhận một số tác dụng phụ có thể gây ra do dùng kích thích tố như giảm chức năng tình dục, đau vùng xương chậu, vô sinh và có thể dẫn đến các vấn đề tim mạch như tăng huyết áp, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tóm lại, theo những học giả trên và căn cứ vào các tài liệu khoa học hiện nay đã không ủng hộ chủ trương cho rằng các thủ thuật chuyển giới có lợi cho bệnh nhân. Năm 2016, Trung tâm Dịch vụ Medicare Medicaid của chính phủ Obama đã xuất hiện một bản ghi nhớ kết luận rằng dựa trên các nghiên cứu hiện có, không có bằng chứng về những thay đổi đáng kể về mặt lâm sàng sau các thủ thuật chuyển giới. Cái nhìn của các học giả liên quan đến khía cạnh lịch sử, văn hóa và triết học, tiến sĩ Grabowski đã trình bày một số điều về sự pha trộn độc hại của các nền triết học hiện đại đã giúp hình thành ý thức hệ này. Thí dụ, việc xóa bỏ bản chất con người và gia đình do chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa hậu hiện đại và chủ nghĩa Marx gây ra. Những điều này đã có ảnh hưởng rộng rãi trong nền văn hóa của chúng ta, nơi mà gia đình và bản sắc cá nhân đã bị phá vỡ bởi những thay đổi có tính địa chấn của một cuộc cách mạng kỹ nghệ, cách mạng tình dục, cách mạng kỹ thuật đang diễn ra xung quanh chúng ta. Ông cũng cho rằng các kỹ thuật ngừa thai hiện đại, một hình thức cách mạng tình dục, đã loại bỏ khả năng sinh sản vốn có ở trung tâm của sự khác biệt giới tính khỏi cả hôn nhân lẫn bản thân, khiến cơ thể không còn cùng đích. Thêm vào đó, ý tưởng cho rằng cơ thể chỉ đơn giản là một màn hình để chiếu căn tính lên trên, và nếu nhận thấy bản sắc cá nhân và cơ thể không phù hợp, nó có thể được sửa chữa bằng tiến trình chuyển giới như hóa chất và phẫu thuật, là một triết lý vong thân về giá trị phái tính và con người. Với tiến sĩ Faveller, bà nghĩ rằng điều quan trọng là phải chống lại một cuộc cách mạng song phương giữa trí tưởng tượng, văn hóa và điều kiện vật chất, cuộc cách mạng khái niệm và cuộc cách mạng ngừa thai. Đầu tiên, nó bắt nguồn từ những khái niệm trước những năm 1950. Theo đó, phái tính là một từ được nhà tâm lý học John Money mượn để giải thích giả thuyết về căn tính của chúng ta như con trai và con gái. Ông đã phân biệt giữa phái tính là một cơ cấu xã hội và giới tính là một cơ cấu sinh học. Vào những năm 1970, các nhà duy nữ đã dựa sự phân biệt giới tính, phái tính này như một định chế xã hội. Tiếp theo, nhà lý thuyết hậu hiện đại Judith Butler cho rằng bản thân giới tính chứ không phải chỉ là giới tính là một cơ cấu xã hội. Tất cả các nỗ lực phân loại thêm ý nghĩa cho các đặc điểm sinh học căn bản là vấn đề quyền lực xã hội hơn là kiến thức. Theo tiến sĩ Faveller, lý thuyết của Butler đã thách thức ý niệm giới tính nhị phân, và bây giờ chúng ta gặp một sự đảo ngược kỳ lạ về phái tính. Nó được định nghĩa như một cảm nhận của một người về bản thân mình như đàn bà, đàn ông, mà không phải là đàn ông hay đàn bà bẩm sinh và có thật. Trong khi giới tính được xem như một cấu trúc hay hư cấu có thể thay đổi được, cuộc cách mạng khái niệm diễn ra song song với việc chấp nhận và sử dụng các biện pháp ngừa thai rộng rãi, và ngừa thai đã thay đổi đáng kể các thực hành, chuẩn mực, kỳ vọng về tình dục của chúng ta, và quan trọng nhất dẫn đến nhận thức chung cho rằng đàn bà và đàn ông trong căn bản được định nghĩa bằng tiềm năng sinh sản bẩm sinh. Điều này đã đánh mất đi ý thức bản năng về nam và nữ với những chức năng khác nhau trong việc sinh sản. Thay vào đó, phái tính là về ngoại hình, phát biểu và vai trò xã hội như chúng ta thấy hiện nay. Thêm vào đó, một số nhân tố quan trọng khác thúc đẩy hiện tượng chuyển giới, bao gồm môi trường trực tuyến ba chiều và vô thần của nền văn hóa tuổi trẻ phương Tây.
cộng thêm ảnh hưởng tràn lan của văn hóa khiêu dâm đối với quan niệm về ý nghĩa của việc là đàn ông, đàn bà và của cơ thể có giới tính của chúng ta. Kết luận, thật ra không có một giải pháp đơn giản nào có thể giải đáp được toàn bộ hiện tượng vong thân, phái tính, giới tính và chuyển giới như hiện nay. Cũng chưa có câu trả lời nào thỏa đáng được những câu hỏi liên quan đến các vấn đề này. Một phần cũng là do sự chấp nhận ngày càng rộng rãi của xã hội đối với những người tự xác định mình không thuộc cộng đồng đồng tính, lưỡng tính, ái nam ái nữ và chuyển giới LGBTQIA. Cộng thêm vào những phức tạp đó là việc loại bỏ khả năng sinh sản khỏi hôn nhân và cơ thể do nền văn hóa phương Tây và các phương tiện ngừa thai, phá thai đang làm cho những người trẻ tuổi không còn đặt trọng tâm vào căn tính, bổn phận và sứ mạng của họ nữa. Cách riêng đối với những người tự nhận mình là người chuyển giới, lưỡng tính hoặc phái tính hay giới tính kỳ dị, tất cả như một căn bệnh xã hội lây lan của ý thức hệ phái tính. Nó thôi thúc những người trẻ đấu tranh cho những gì mà họ cho là không hợp về phái tính và giới tính. Đối với giới trẻ, phần lớn điều này là kết quả đến từ việc tiếp xúc với ý thức hệ phái tính thông qua các nhóm đồng lứa, cũng như các phương tiện truyền thông. Hiện tượng này mang tên rối loạn phái tính xuất hiện ở tuổi dậy thì hoặc sau tuổi dậy thì. Tuổi thiếu niên là khoảng thời gian đầy sóng gió và khó khăn đối với hầu hết mọi người. Cơ thể của tuổi trẻ đang thay đổi nhanh chóng như đang cưỡi một cơn sóng thần kích thích tố. Nó kích thích những thử nghiệm và vượt qua mọi ranh giới. Tuổi thiếu niên cũng là một giai đoạn phát triển khi các mối quan hệ đồng trang lứa trở nên quan trọng và có ảnh hưởng lớn. Ngoài ra, thế giới cũng đang chứng kiến cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ngày càng gia tăng ở những người trưởng thành trẻ tuổi. Nhưng dựa theo ý kiến của các học giả, hành động chối bỏ phái tính, chối bỏ giới tính chỉ là một cuộc chạy trốn song song khỏi tư cách nam giới. Ai còn muốn lớn lên trở thành một người đàn ông nếu nam giới mất đi đặc tính chinh phục? Chúng ta đang rất cần những cuộc khảo cứu nghiêm chỉnh và khách quan có tính cách tích cực hầu giúp cho việc phát triển phái tính. Những nghiên cứu chống lại những định kiến và chỉ ra tính cách đa dạng để sống thực với giới tính một cách có ý nghĩa. Trong khi chờ đợi những kết quả khảo cứu thuộc các lĩnh vực khoa học, tâm lý và xã hội, điều cần thiết nhất là lúc này trở về với nguyên mẫu của con người đã được Thượng Đế tạo dựng. Đó là đàn ông và đàn bà, nam và nữ, đồng thời sống hôn nhân theo mô hình và mục đích mà Thượng Đế đã thiết lập. Một đàn ông kết hợp với một đàn bà, sinh con cái và làm cho đời sống hôn nhân phong phú trong yêu thương. Đây cũng chính là một phương pháp tâm lý trị liệu hữu hiệu cho căn bệnh xã hội về phong thân, phái tính, giới tính, đồng tính và chuyển giới. Thượng Đế đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Trong hình ảnh Ngài, Thượng Đế đã tạo nên họ có nam và có nữ, và Ngài chúc phúc cho họ. Trần Mỹ Duyệt, hẹn gặp lại. Nguyện xin Giê-xu thương thánh hóa ý gia đình của con. Nguyện xin Giê-xu thương cho chúng con ý được hạnh phúc. Khúc ca nguyện cầu bước lên bàn thờ, nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình duyên. Tình yêu trong hôn nhân xin Chúa ý chúc lành bình yên. Tình yêu con xin dâng lên Chúa thương ý là tổ ấm. Dưới mái tranh êm đềm Chúa chan ấm cha hiền, con xin Chúa xót thương mẹ cha mà con kính yêu. Sau bao năm gió sương bình yên vui sống tuổi già, nguyện xin Giê-xu thương thánh hóa
Giêsu thương cho chúng con đi ra được hạnh phúc. Với khúc ca nguyện cầu bước lên bàn thờ, nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình duyên. Tình yêu trong hôn nhân xin Chúa ý a chúc lành bình yên. Tình yêu con xin dâng lên Chúa thương ý a là tổ ấm. Dưới mái tranh êm đềm Chúa chan ân tình, tình yêu phó thác dưới cánh tay Cha thiên. Con xin Chúa xót thương vợ chồng con mà Ngài kết duyên, ơn nói gương thánh giá